Đây khu bên đây là mình hàng bên đây là cái hàng cả 4 tháng nè. Hơn 4 tháng hết rồi. Thì cũng đã lựa rồi hết rồi. Tên của chị đã đánh dấu nè. Đó. Đây mình vận chuyển trực tiếp từ đây lên Biên Hòa Đồng Nai luôn. Nhưng mà trước khi bắt thì mình phải coi đúng phải cái không nha, chứ không phải là mới giao cho khách được. Đây vô đây em. Vô đây quay mấy em chồng của chị nè. Nguyên dãy này là lựa lại hết rồi cho chị luôn á. Chị bắt hết nguyên dãy luôn. Đây. Mình thấy ha. Cái hàng 4 tháng, cỡ này về là ăn uống thoải mái lắm. Ăn uống nó khỏe, nó xé cá đâu mạnh dạn lắm. Với cỡ này là nuôi là nhanh lên nè. Rồi, ống lên đi. Ok chưa? Ok thì bắt đi cưng. Rồi. Tình cảm giữ nguyên thôi, đừng có nhảy nè. Cỡ này mà kêu ban đêm bắt rồi hả? Nhảy mà coi. Đó. Quá khứ. Đây. Nè. Hả? Không, dễ gì. Hai con nuột luôn. Kêu em đó lấy vật qua cho em. Này, dãy này lớn lắm. Nè, như anh em thấy dãy cái là đều gan cỡ một. Đây là đây quay cho mấy anh em ta xem. Mấy chú xem. Nè. Điều gan cỡ một, lông thấy không? Cỡ này là gửi đi xa là ok. Anh em mà gửi đi từ đây ra ngoài miền Trung hoặc ra ngoài Bắc á là cỡ này là ok nè. Như nãy có một anh ở ngoài Hà Tĩnh á, anh có gọi mình á. Thì như anh nếu mà anh có coi cái video này thì anh hàng cỡ này thì em vận chuyển đi ok nha. Đó, cỡ này điều gan một cỡ một thôi. Đây còn bên đây là hàng cái hàng 9 tháng quay qua đây cho mấy anh em xem để trong thời gian đợi. Đó, điều gan một cỡ luôn ha. Cỡ này mà về khoảng tầm 2 tháng nữa là anh em cứ cho phối giống. Đó là hàng 9 tháng nha. Hàng 9 tháng này. Đó, tới. Đây, chắc tầm vài hôm nữa mình cũng phải lựa một số chọn này để ăn cho cái anh ở ngoài ngoài đâu ta? Vũng Tàu đúng rồi. Anh ở Xuyên Mộc, Vũng Tàu. Đó, cái dãy này dài vô đó. Thì nếu mà vài hôm mình đi giao xong về thì mình sẽ lựa cho anh. Chắc có một chuyến mình sẽ đi Vũng Tàu nha. Anh em nào mà ở Vũng Tàu thì cần thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Đây. Giờ nè. Trời ơi. Đẹp. Thôi tình cảm thôi. Chỉ vậy. Đây đi giật em luôn. Chứ vận chuyển đi em bắt cho. Em dặn cái con tán này mà dặn dữ trời vậy. Thôi à. Cỡ này là ăn cái này mà kêu bắt ban đêm thì nó nhảy dữ lắm anh em ơi. Chưa vô nó đã nhảy rồi. Dữ quá. Thôi. Đi về Đồng Nai ở nè.
quá khứ. Nhiều anh em hỏi sao bắt tròn mà, ủa bán tròn mà sao không quay con tròn kỹ kỹ. Thiệt ra cái này là tại vì khi mà mình đăng lên các kênh mạng xã hội nó sẽ bị blog á, dính vô vi phạm nên mình ít có đăng là lúc bắt con tròn kỹ lắm nha anh em. Chứ tròn thì lúc nào cũng vậy, trong trại mình quay cho anh em thấy, kể cả mình bán online cũng vậy nữa. Khi mà muốn bắt con tròn đó là mình sẽ quay rất là kỹ, khách ok mình mới gửi chứ không phải là tự nhiên là mình gửi cho người ta đâu. Đổ mồ hôi luôn, xịt vô nước ướt mình luôn. Thằng cha giỏi chứ mà. Rồi nãy nó phóng vô người em luôn á. Vậy hả? Nó phóng cầu lên người em luôn á. Tình cảm hết mới có thể đi. Mặt mày cũng nhẹ nhàng nữa. Rồi ok. Rồi đây tổng cộng tới 30 con rồi nha, xíu còn 5 thêm 5 con được lớn nữa. Này, xíu còn 5 con được lớn nữa. Rồi vậy mình đi qua bên khu F đi. Khu F bên đây thì hàng 3 tháng. Còn hồi nãy mình bắt bên khu D thì nó lớn rồi, hàng 4 tháng mấy hết trơn rồi. Hồi nãy có con tròn là cân được 1,4 kg, có 1,5 kg nữa. Nè. Em bánh đi. Đây là dễ, bên đây là chị cũng đã lựa rồi nè. Đâu? Đó. Để mình sẵn mình quay cho chị xem luôn. Dãy D16. D16 đây, quay dài tới đây cho anh coi. Đây, D16 là đây nè. Là hàng của chị đã lựa rồi thì cũng có để cái tên sẵn hết trơn đó anh em. À, hàng 3 tháng mà nhìn tướng tròn cả này. Hơn 3 tháng hết rồi. Đó, 3 tháng mà tướng cả này. Đó, có tên, có ngày đầy đủ. Đó. Quá đẹp luôn. Không sao đâu, đây nhảy xuống sông này mình chụp lại tiếp. Bữa nó nhảy bữa rồi đó. Nhảy xuống sông kiếm muốn chết. Sao nó lội tới đâu kia. Đây. Con này cũng coi như nhung nữa nè. Nè. Đó. Có bản đó. Cho. Ok, để mở đèn luôn. Mở đèn cho sáng nha anh em. Ngày quá vui luôn, tổng cộng là đi 35 em. Đó, anh em nào cần con giống thì cứ liên hệ trực tiếp cho Linh nha. Linh thì lúc nào cũng vậy, lựa chồng cho anh em là kỹ hơn anh em lựa nữa. Lựa cho mấy chú còn kỹ hơn mấy chú lựa nữa. Đây. Dữ rồi. Có cái con tròn ngay đó, đúng rồi con đó đó. Cái con cho ông Quyền á, bữa nay nó hơi nó hiền rồi đó. Con nó đã đã dữ lắm, có đuôi bự lắm. Nhảy. Nó, cái này còn chưa chịu vô nữa kìa. Ok. Ê, lấy cái bảng lấy xúc tiến qua luôn nha. Để về chảnh cho chị ba dễ kiểm. Ừ. Chị cho nó dễ. Tại hôm bữa mà chị ba cân rồi thì hôm nay mình đem có cái bảng luôn. Cho dễ kiểm. Đây với em này là 3 kg. Em này là 2,6 kg nè. Em này là 3,8 kg nè. Đó. Mang đực lửa sát nút luôn á. Quá trời.
Mấy em đực này là 3,8 kg nè anh em thấy không? Tướng nè, trời ơi không dữ. Mà lớn này chứ mình lựa là nè, lên đứng lên coi ai. Đó, giường thấy không anh em, thấy lú không? Lú kim không? Ê. Ê, đứng lên tao coi ai. Đó, lú kim nữa thấy không? Đó. Cái này về là anh em dưỡng lại khoảng tầm cả 7 tháng nữa là ok. Dưỡng 7 tháng là cho ăn đồ bổ nha. Cho ăn đồ bổ, dưỡng 7 tháng nữa lại là mấy hàng kia lớn lên, 3 tháng, 4 tháng nó lớn lên nữa là đủ đủ cái móc nó nhảy đó. Cái móc nó là khoảng tầm 10 tháng rồi, 11 tháng là con cái nó có thể nhảy được rồi. Nó lên giống là mình cho nhảy luôn. Đó. Là cái móc đó là ok. Đó là mình lựa sát nút luôn. Còn anh em mình thích cái hàng mà gần còn sát nút hơn nữa là hàng bên đây. Đó, như bữa ông anh ở Vũng Tàu cũng lựa cái con 261 này nè. Ông khoái của con này nè. Đó, anh em nhìn thử nha. Này là mình để qua đây là mình đang chuẩn bị tập nhảy đó, sát nút luôn á. Còn mấy con? Gì? Hai con. Cái gì đâu? Cực lừa gì. Gì bà cốt? Trong lòng môn bình. Gì bà cốt khùng nè. Rồi ba con, hai con này nó bự nè. Ba con này nó bự chứ. Mà con này là đã nhất nè. Con 3,8 kg. Con này là sát nút luôn. Chưa chỉ cho nó đã hùng rồi. Không sao đâu. Nó không nhảy đâu, nhảy cũng nhảy vòng vòng đây à. Ờ à, mình không mà hay nè, 1 2 3 vô nè. Đó, đó. Ổn không? Ổn không? Ổn thì không ổn thì để em tiếp. Ok phải không? Ok. Rồi. Quyền ơi, Quyền sao bỏ của chạy lấy người Quyền. Đây, còn hai em nữa nè. Hai em này khủng luôn. À, hai em này là khủng luôn á. Đó 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 đó. Mấy anh em thấy con đực hậu bị mà tướng kìa. Mình quay xa rồi đó nha. Nhưng mà bắt ra ngoài. Chút xíu bắt con đực tới ra ngoài cho anh hai coi luôn ơi. Bắt ra đi. Trời ơi, căng thẳng quá. Để đi qua bản trước. Không sao đâu, có gì nó nhảy xuống trong rồi kêu nay phóng xuống bơi chụp tiếp cho. Tướng này thấy không? Dễ gì anh cho nó cắn mày mà mày né mày. Đó. Rồi, quay cam đứng giùm cái. Đúng rồi, 35 sọt mới đúng. Nhưng mà hàng tại vì chiếc xe mình nó hơi chặt á nên mình để mình có chở đồ riêng nữa, chở đồ chuối vô này chỗ kia cho khách nữa. Nên là những cái mà hai nè, có những cái là hai con nè thấy không? Hàng 3 tháng mấy là hai con nè, mình dồn vô hai con. Đó, tổng cộng là tới 35 con nữa. Rồi vậy cho lên xe thôi anh em. Chắc giờ cũng khuya, chắc giờ cũng trễ rồi. Nó tầm 7 giờ. Đó. Chồng này mình đã chắc lên đây. Ok hết rồi đó. Đây. Chuẩn bị là đây lên hẳn lên Đồng Nai luôn nha. Rồi, hẹn gặp tiếp anh em ở Đồng Nai. Nếu mà sĩ hàng đi đâu đó ngắn ngày, mang theo giấy tờ tùy thân thì cũng hợp lý, nhưng mà mang theo luôn sổ tiết kiệm và hợp đồng bảo hiểm thì để làm gì? Đây, tới nơi nha anh em, tới nơi đang bỏ vô chuồng. Đây, hàng 4-5 tháng rồi nè. À, mới về tới buổi sáng, hiện tại là 7 giờ sáng, bà chị có đưa vô chạy. Đây, buổi sáng nhộn nhịp không? Đi đoạn đường xa khoảng 9 tiếng đi xe, nhưng mà khi mà thả ra là ok đó không anh em? Đó, thả ra là nhộn nhịp lắm.
đó, trả ra là nhộn nhịp, tổng cộng là 35 em đó. Chuồng chuồng trại còn rộng lắm nha, và chế tính thêm nữa đó, quá đẹp luôn. Mới thả buổi sáng nhưng mà giấc này là nhộn nhịp lắm. Đây chuồng trại đây.